đây là một video về điện ảnh việt nam được chúng tôi chắt lọc tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn và làm với mục đích vui là chính nếu có gì sai sót hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment ở phía bên dưới để chúng tôi cùng rút kinh nghiệm nhé. Giờ thì chúng ta bắt đầu video thôi. Điện ảnh Việt Nam là một ông cụ cỡ khoảng 101 tuổi, xuất hiện ở Việt Nam từ năm 1923 đến nay. So với các đất nước khác trong khu vực thì Việt Nam được xem phim từ khá sớm, cụ thể là năm 1899. Đây là người đầu tiên chiếu phim ở Việt Nam. Đặt vào trong bối cảnh thì chỉ 4 năm trước đấy điện ảnh thế giới mới được khai sinh. Từ buổi chiếu phim của hai anh em Auguste và Louis Lumière tại tầng hầm quán Grand Cafe ở Paris, nhưng mà ở Việt Nam thì chỉ gọi là được tiếp cận thôi. Trên nền công nghiệp điện ảnh thì vẫn chưa bắt đầu bởi vì Việt Nam vẫn chưa sản xuất được một bộ phim nào cả. Thời điểm này phim ảnh được chiếu chủ yếu là của Pháp và Hồng Kông hoặc Trung Quốc. Sau sự thành công của buổi chiếu phim trên thì tại một số nơi khác trên địa bàn thành phố Hà Nội như khách sạn, nhà hàng cũng thường xuyên tổ chức chiếu phim điện ảnh nhân dịp này dịp kia. Báo chí cũng thường xuyên đăng tin về những buổi chiếu phim bán vé. Người đi xem phim hồi đấy đa số là công chức, viên chức, chủ tịch, nói chung là những người có tiền hoặc là quân nhân thuộc đơn vị quân đội của Pháp. Chiếu phim ở nhà hàng, khách sạn chán rồi thì đến năm 1920, dạp chiếu phim đầu tiên ở Việt Nam chính thức khai trương có tên là Pathé. Sự xuất hiện của dạp chiếu phim đầu tiên này có thể nói là một sự kiện cực kỳ chấn động. Báo chí truyền thông thi nhau đăng tải như sinh nhật rách. phách dạp Pathé là dạp chiếu phim cổ xưa nhất ở Đông Dương và cũng từng xuất hiện trong truyện ngắn Người đầm của Thạch Lam. Sau đó thì cũng có thêm một vài dạp chiếu phim khác nữa xuất hiện như là Tonkin Noise. Thời đấy thì người ta gọi nơi chiếu phim như thế này là buổi trình diễn trò chớp bóng. Cảm thấy việc buôn bán điện ảnh khá ăn nên làm ra nên Pháp đã thành lập hãng phim và chiếu bóng Đông Dương để thiết lập độc quyền khai thác mạng lưới chiếu bóng. Vào thời này thì phim được chiếu chủ yếu là của châu Âu như Pháp hoặc của châu Á thì cũng là Hồng Kông, Trung Quốc. Mãi đến năm 1925 thì bộ phim đầu tiên của Việt Nam do người Pháp và người Việt cùng nhau thực hiện có tên là Kim Vân Kiều đã được ra mắt. Có thể bạn đã nhận ra hoặc không? phim được cải biên từ truyện kiều của đại thi hào nguyễn du điện ảnh từ sau đó cũng phát triển khá nhộn nhịp thế nhưng vào năm 1939 chiến tranh thế giới các thứ mọi người cầm súng thay vì cầm ống kính nên điện ảnh thời kỳ này cũng trứng lại đến năm 1940 nhật hất cảng pháp giành quyền đô hộ đông dương các dạp phim lúc này đều phải chuyển sang chiếu phim nhật nhưng không dành cho Bu không khí của điện ảnh từ đó khá ảm đạm cho đến ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 chủ tịch hồ chí minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa lúc này điện ảnh việt nam mới có dịp quay trở lại bởi vì bên cạnh giặc đói giặc rốt và giặc ngoại xâm thì vẫn còn một vấn đề khác cần lưu tâm đó chính là tuyên truyền. Tuyên truyền cho người dân hiểu được đường lối của Đảng. Và nhìn qua nhìn lại thì ngoài văn học, âm nhạc thì điện ảnh chính là một trong những ngoại hình có tính lan truyền tốt nhất. Vậy nên vào ngày 15 tháng 3 năm 1953, sau khi chiến tranh Đông Dương bùng nổ tại đồi Cọ Bản Bắc, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh 147 SL thành lập doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam, đánh dấu sự ra đời chính thức của nền công nghiệp điện ảnh. Tuy nhiên, trước cả khi có được danh phận thì vào năm 1947, điện ảnh khu 8 và khu 7, tức là gồm các tỉnh thuộc quân khu 8 và quân khu 7 đã thành lập ở Nam Bộ và cho ra đời những thước phim tài liệu chiến trường đầu tiên như là Trần Mộc Hóa, Chiến dịch Bến Tre, Chiến dịch Trà Vinh, Chiến dịch Ba Lan cầu kè, Chiến dịch Bến Cát, vân vân và mây mây. Năm 1959, bộ phim truyện Việt Nam đầu tiên có tên chung một dòng sông đã ra đời. Bối cảnh được sử dụng trong phim là dòng sông Bến Hải và câu chuyện tình yêu của đôi trai gái bị chia cắt qua vĩ tuyến 17 bước vào thập niên 60 thì điện ảnh Việt Nam cũng cho ra đời bộ phim hoạt hình đầu tiên tên là Đáng đời thằng cáo. Và tất nhiên là chất lượng của nó thì không phải là như này. Cũng trong giai đoạn đấy thì chiến tranh Việt Nam cũng dần leo thang. Vì thế mà điện ảnh bây giờ chủ yếu sản xuất phim tài liệu và phim truyện dựa trên đề tài về chiến tranh, sản xuất và lao động ở miền Bắc. Ví dụ như vợ chồng A Phủ chuyển thể từ chuyện ngắn cùng tên của Tô Hoài, Lửa Trung Tuyến, Chim Vành Khuyên, Chị Tư Hậu, Vĩ Tuyến 17 ngày và đêm đến hẹn lại lên em bé Hà Nội các cụ ngày xưa đặt tên hay phết nhỉ đặc biệt trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngành điện ảnh nước ta đã bám sát và cho ra đời nhiều tác phẩm mô tả cuộc chiến anh dũng của quân và dân ta ví dụ như thành phố lúc dạng đông đường tới thành phố những bước đường thắng lợi qua cầu công lý và đặc biệt là siêu phẩm Sài Gòn vui chiến thắng xem đi ý nghĩa cực để làm ra được những bộ phim kể trên thì các cán bộ nghệ sĩ trong lĩnh vực điện ảnh đã xông pha ra chiến trường và rất nhiều người trong số đó đã phải hy sinh tuy nhiên không gì có thể cản bước được họ nhất là sau khi đại hội một được tổ chức hội điện ảnh Việt Nam chính thức được thành lập vào năm 1969. Giai đoạn này cũng là sự khởi đầu cho các giải thưởng lớn nhỏ tại các liên hoan phim quốc tế như là Lũy thép Vĩnh Linh của đạo diễn Ngọc Quỳnh đã đạt huy chương vàng liên hoan phim Moscow năm 1971 hay Những người dân quê tôi của đạo diễn Trần Văn Thủy đoạt giải Bồ câu bạc tại liên hoan phim quốc tế Leipzig năm 1970. Từ năm 1970, liên hoan phim Việt Nam bắt đầu được tổ chức và định kỳ hai hoặc 3 năm một lần. Lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội, có khoảng 60 tác phẩm điện ảnh được trao giải bông sen vàng, trong đó có nổi gió Người chiến sĩ trẻ và Nguyễn Văn Trỗi sau năm 1975, đất nước thống nhất, điện ảnh đã có những tác phẩm với đề tài đa dạng hơn, xoay quanh cuộc chiến vừa kết thúc, công cuộc lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới ở cả hai miền. Một bộ phim đáng chú ý ở thời kỳ này là Cô Nhíp, Ngày Lễ Thánh, Sao Tháng 8 và Cánh Đồng Hoang. Ngoài 350 dạp chiếu phim, điện ảnh còn được phổ biến nhờ 1.400 đội chiếu bóng lưu động sang thập niên 1980. Đề tài làm phim đã đa dạng hơn rất nhiều. Một số tác phẩm chuyển thể từ văn học sang đã rất được yêu thích và làm nên tên tuổi nhiều diễn viên như chị Dậu và siêu phẩm để đời làng vũ đại ngày ấy. Thời kỳ đổi mới sau thập niên 80 điện ảnh rơi vào khủng hoảng do không còn được bao cấp. Xuất hiện dòng phim mì ăn liền, đề tài gần gũi với số đông. Dễ ăn khách như là Thăng Long đệ nhất kiếm, Lửa cháy thành đại la hay là Tráng sĩ bổ đề. Đến giữa thập niên 1990, do nhu cầu và thị hiếu khán giả đã thay đổi, dòng phim này bắt đầu đi xuống. Thay vào đó là một số phim dựa trên tác phẩm văn học như là Người đi tìm dĩ vãng, Đêm hội Long trì, Tình khúc 68, Vị đắng tình yêu. Giai đoạn này cũng đánh dấu một số phim hợp tác với nước ngoài như Người tình và Đông Dương. Trong đó thì Đông Dương đã được trao giải Oscar cho phim nước ngoài hay nhất vào năm 1922. Vậy là Việt Nam đã thực sự từng có phim đạt được Oscar năm 1994, giải thưởng đầu tiên của hội điện ảnh ra đời, cũng là tiền nhân của giải cánh diều vàng. Cứ như thế vào cuối thập niên 90, khi mà giai đoạn khủng hoảng đã qua đi thì dòng phim nghệ thuật một lần nữa quay lại đỉnh xã hội với những siêu phẩm không thể bỏ qua. Và chỉ cần nhắc đến tên thôi thì đã thấy quen quen như là ngã ba đồng lộc Đời cát, mùa đông năm 1946 Ngoài đề tài chiến tranh Thì thời kỳ này cũng xuất hiện thêm những bộ phim về con người và cuộc sống Như là những người thợ sẻ, thung lũng hoang vắng và vua bãi rác Thế kỷ 20 qua đi Và giờ thì nhân loại bước sang thế kỷ 21 nhưng không có con mèo máy nào màu xanh hay là cũng không có cánh cửa thần kỳ nào mà chỉ có sự trở lại của dòng phim thương mại với sự mạnh dạn của cả phim nhà nước và phim tư nhân một số bộ phim nổi bật ở thời điểm này có thể kể đến như gái nhảy hoặc là những cô gái chân dài đều đạt được mức doanh thu cao, có thể coi là đỉnh xã hội lúc bấy giờ. Ngoài ra cũng trong năm đầu của thế kỷ 20, Liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương đã được tổ chức ở Hà Nội. Điện ảnh Việt Nam cũng giành được nhiều giải quan trọng như là phim hay nhất cho đời cát của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân. Hai diễn viên Mai Hoa và Hồng Ánh trong đời cát đạt hai giải dành cho nữ diễn viên chính và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Thế kỷ 21 là thế kỷ của hòa bình nên ngành điện ảnh có thể phát triển nhanh chóng mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Nhưng đã hơn 20 năm trôi qua, điện ảnh Việt Nam vẫn chưa thể vươn ra thế giới. Đặc biệt là những năm gần đây khi có những đạo diễn đá sân làm phim gây tranh cãi, doanh thu cao, truyền thông tốt nhưng nội dung thì cũng không đáng kể. Trong khi đó, một số nơi có bắt đầu muộn hơn lại đạt được Oscar Tôi sẽ không nói đấy là Hàn Quốc Vậy vấn đề của điện ảnh Việt Nam nay là gì? Tôi cũng không biết Viewer nào biết thì hãy bình luận Và câu hỏi này sẽ được trả lời trong một video khác Chắc thế Cuối cùng thì tôi còn quại Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại